Vâng, mến chào toàn thể các bạn đã quay trở lại với kênh Phú Yên Vlog. Hiện tại Phạm Vinh đang có mặt tại thị xã Đông Hòa này. Nơi đây không khí rất là sầm uất. Ngày Tết thì bán rất là nhiều loại hoa. Và đặc biệt ngày hôm nay đến video này, mình muốn giới thiệu các bạn là cái dòng hoa mai. Cái gian hàng hoa mai này nó khá là đặc biệt cả nhà. Ở đây mình có thấy em trai là cái chủ gian hàng đây. Mình cùng khán giả giao lưu với em nha. Anh xin chào em. Chào anh. Em xin giới thiệu tên và bao nhiêu tuổi em? Em tên là Tấn Hiệu, em hiện tại 18 tuổi. Mới 18 tuổi mà đi bán à? Em vẫn còn đi học chứ? Dạ, em học sinh viên năm nhất ở trường Cao đẳng Cao thương thành phố Hồ Chí Minh. Ý là Tết mình về mình phụ gia đình đúng không? Dạ đúng rồi. Em, cho anh hỏi là gian hàng đây là mai là của nhà em không? Dạ đúng rồi, mai nhà em. Đây là nhà trồng hay là mình mua nhập về bán? Dạ, mai nhà trồng. Anh đi ngang anh thấy cái vườn mai của nhà em nó khá là hấp dẫn, cho nên anh nghĩ là anh muốn đăng tải quay đến giới thiệu đến khán giả mình kênh Phương Vlog. Nhân tiện đây em cùng giao lưu luôn. Em như cây mai này là mình được gọi là mai gì đây? Em phân tích cho khán giả xem. Mai này là mai cúc. Bông mai nó cúc. Có 3 tầng. Anh nhìn xem. Đẹp ghê hơn em. Cứ một tầng là 8 cánh. Nó là giống ở đâu? Nó là gốc Bình Định. Giống Bình Định luôn? Dạ. 8 cánh luôn. Trồng như cái cây này là mất bao nhiêu năm nó được hình thành như thế này em? Thì tùy tay người chăm thôi. Thì mình cũng không biết được đó. Anh nói cây này chắc cũng phải 4-5 năm trong này nè. Dạ. Nhìn từ gốc nó rất là lớn rồi. Quá đẹp không cả nhà. Qua wow, ở bên trong thì anh cũng thấy có những cây rất là đẹp này mà thân là nhỏ hơn. Em như cái cây này giả sử là bây giờ khách hỏi bán là giá bao nhiêu? Cái này giá hiện tại em bán là 5,5 triệu. 5,5 triệu cây này. Dạ. Đây cả nhà, mai Bình Định là em trai chia sẻ là giá 5,5 triệu. Mọi người thấy cây mai trước mắt không? Là giá hè em. Cây mai 5,5 triệu là cao nhất rồi em. Dạ vẫn còn những cây cao hơn nữa. Cây nào giá tiền cao đâu có ở đây không? Em nói vẫn chưa được ra. Chưa ra luôn hả? Em này là gọi là hoa hậu trong nay rồi. Tạm thời làm hoa hậu nơi đây đúng không? Dạ. Giá 5,5 triệu đây cả nhà. Cây mai Bình Định này. Đây, quay gần cả nhà xem. Sặc sỡ luôn. Đây là ngày Tết trúng luôn hơn em. Dạ đúng. Mai này là mình có thể chơi xuyên Tết. Em như cây mai nào thấp tiền nhất trong đây em giới thiệu cho khán giả. Rẻ nhất trong đây. Đi vào. Cây nào đâu? Cái này là hiện tại bên em bán 1,5 triệu. 1,5 triệu cây mai này cả nhà. Mọi người chơi mai mọi người nhìn vào mọi người thấy không ạ? Chủ yếu là cái thân và cái gốc của cây mai hơn. Nó đánh giá qua cái thời gian cái độ tuổi của cây mai để đưa ra cái giá trị của nó. Và đặc biệt cái đường kính của cây mai, kích thước á là 1,5 triệu cây này. Anh thấy cây này cũng khá là đẹp này, giá là bao nhiêu em? Cây này em bán 1,7 triệu. Mai là của em có hai loại, cúc với loại dảo. Loại dảo nó rỉ hơn. Loại dảo là sao, là cúc là sao, em chia sẻ khán giả luôn. Là cúc là bông nó có, nó dày bông hơn. À, như đây là cúc hơn. Đúng rồi. Còn dảo mà anh nhìn thấy nó cũng giống cúc nè. Dạ. Còn dảo nó bành. Mai đẹp ghê cả nhà. Nhìn dảo là nó thưa hả? Nó thưa, nó ít lái hơn. Nó chỉ có 8 cánh hoặc là 5 cánh thôi, chứ nó không giá có được dày. Là rẻ hơn hơn. Dạ. Đây cả nhà. Xem những cái giống mai Bình Định trong khu vườn của em này. Quá là đẹp luôn á mọi người ơi. Qua cây đây nó nở em. Sai dữ hả? Cây này tuy nó nở cỡ vậy nhưng mà anh để ý xem nó vẫn còn những cái nụ. Là nó ra mình chơi tới que râm là mình vẫn còn chơi được. Nhiều người vào là người hỏi là giờ mai giờ sao mình chơi được. Nhưng không phải như vậy. Nó chơi nó ra đợt này rồi đợt sau nó ra nữa, chứ không phải là nó ra hết đợt này rồi mình hết chơi. Dạ. Nhưng mà đặc biệt khi nếu anh mua về là anh chơi tới mùng 10 hoặc là rằm, anh đừng có tiếc. Anh quá phải lạc hết luôn. Bông, anh đợi cho cây nó có sức. Đợi ném sau nó có sức đỡ đưa những quả. Em cây mai đi đang nụ nhiều nè. Chắc là trúng Tết rực rỡ luôn nè. Không. Cây này nè. Bứt nhiều quá. Cây đây dáng nhiêu em? Đây hiện tại em bé 1,8 triệu. 1,8 triệu cây này. Dạ. Mọi người thấy không? Qua video mình biết chưa, ở ngoài thì mình thấy cái gốc thân cây rất là lớn nha cả nhà. Rất là đẹp luôn á. Wow. Em gian hàng em hiện tại ở đây là có bao nhiêu chậu mai vậy? Dạ. Sắp xỉ 100 chậu. Khu vực này hả? Dạ. Em bán từ hôm nào ta? Dạ từ 24, em khai trương từ 24. 24. Dạ. Em thấy thời gian vừa qua em bán ra sao? Chia sẻ khán giả. Hiện tại khách vẫn chưa được đông.
chủ yếu là họ mua tặng biếu thôi, cho con mua về gia đình là chưa. Em nghĩ theo tâm lý của người mua là chờ hè giá mua, nhưng mà không phải. Bông nó kèn giờ sau quá là họ sẽ bán dự giá chứ nào không có hè giá. Vì nếu mà hè giá thì người mua họ sẽ ý lại, nó cũng cứ năm nào cũng đọc 30 tám mua cho rỉ là người dân người buôn bán tụi em mà chết luôn tới. Thì nhân dịp đến với kênh Khuyên Vlog này thì em có lời nào gửi đến khán giả và sự mong muốn gì trên kênh? Thì em mong muốn là mọi người đừng nên tiếc tiền mình bỏ ra để mua một cây mai về chơi. Vì nó là nó chơi được nhiều năm chứ không phải là năm này mình chơi rồi mình bỏ. Ở em là có một cái dịch vụ là chăm sóc cây giùm. Là mình chơi xong rồi là mình gửi lại, năm sau mình chơi là chơi tiếp. Là đúng không rồi. Không có sợ gì hết. Đấy cả nhà. Mọi người muốn chơi mai giá hợp lý thì đến tại thị xã Đông Hòa nha. Ở đây mình thấy gian hàng hoa mai rất là đẹp nè cả nhà. Nó cũng vừa túi tiền đến với cả nhà luôn á. Giá tầm 1,7 triệu. Mọi người chơi mai thì sau đợt Tết chúng ta đem ra vườn, chúng ta sẽ trồng ở bãi. Chúng ta nuôi nó lớn lên thì sau này cái giá trị nó cũng càng cao hơn nha cả nhà. Đây cây đây anh thấy nó cũng búp khá là nhiều nè. Cây đây giá nhiêu em? Cây này giá 1,7 triệu. 1,7 triệu. Thì búp nhiều nhưng mà tiếc là nó là thân thẳng đúng không? Không phải thân thẳng, người chơi thích chơi bậc thân thẳng, người thích chơi thân ấy. Cái này thì nhưng nó giống như cây thông á. Nó là bông nó lại nhỏ. Mà bông nhỏ hả? Dạ, bông nó bị nhỏ. Nó chưa có đủ sức để cho nó tỏ hết cái bông nó ra. Cây này giá như em, cây này cũng đẹp. Cái này hiện tại bên em bán 4 triệu tư à. 4 triệu tư. Này là bông nó ra điêu một lượt luôn, nó không có ra nhấp nhẹ. Nhìn đẹp ha. Dạ. Quá đẹp luôn. Còn mấy dòng này cũng mai đã luôn khác đúng không? Dạ mình không, nay là này dòng tứ quý rồi. Dòng này là mai mình thường trồng này. Đúng không? Ở nhà anh thấy vườn mình nhiều. Quá là đẹp nha cả nhà. Vâng, mọi người muốn mua hoa thì hãy tập trung vào thị xã Đông Hòa mua, ủng hộ đến bà con nha. Ở đây thì có bán rất nhiều loại hoa. Hoa mai, hoa cúc, hoa quạng thọ, các cái dòng hoa treo nữa rất là nhiều nè cả nhà. Mọi người nhanh chân đến mua để có một cái Tết thật vui vẻ an lành nha. Bây giờ thì mình xin kết thúc video tại đây. Chúc cho mọi người bên kênh Khuyên Vlog luôn mạnh khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống nữa. Mọi người đừng quên nhấn like và đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất từ kênh. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.